chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa trên kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngày hôm qua thì vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với một khối khí lạnh có cường độ yếu đã di chuyển xuống các tỉnh khu vực miền Bắc. Vì vậy, ở Bắc Bộ trời đã chuyển nhiều mưa và ở tại khu vực Tây Bắc và tại khu vực Việt Bắc đã xuất hiện những cơn mưa rào và dông trong chiều tối và đêm ngày hôm qua. Trong hôm nay thì vùng hội tụ gió đã suy yếu và thời tiết ở trên khu vực Bắc Bộ thì lại chuyển tốt trở lại. Tuy nhiên là có sương mù nhẹ vào lúc sáng sớm và sau đó thì nhanh chóng chuyển sang nắng ráo cả ngày và nhiệt độ cao nhất trưa nay phổ biến ở trong ngưỡng là từ 26 cho đến 28 độ. Đến 2 ngày cuối tuần, nhìn chung thời tiết cũng chưa có nhiều biến đổi. Bắc Bộ thì vẫn duy trì kiểu thời tiết là sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng và nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên là tới khoảng ngày thứ 2 đầu tuần, tức là vào ngày 28 tháng 10, thì nhiều khả năng ở tại khu vực Tây Bắc, khu vực Việt Bắc lại xuất hiện vùng hội tụ gió mới gây ra mưa rào và dông trở lại cho khu vực này với lượng mưa từ 5 cho đến 10mm. Ngoài ra thì vùng phía đông của Bắc Bộ, trong đó có cả khu vực thủ đô Hà Nội, trời cũng chuyển nhiều mây và có mưa ở vài nơi và nhiệt độ giảm nhanh, cao nhất trong ngày cũng không vượt quá ngưỡng là 25 độ. Trong hôm nay và ngày mai thì các hình thế gây mưa cho khu vực Trung Bộ đã không còn. Vì vậy mưa giảm hẳn và chỉ còn xuất hiện vài nơi vào đêm và sáng sớm. Ban ngày thì trời chuyển nắng và nhiệt độ phổ biến ở trong khoảng là từ 28 cho đến ngưỡng 30 độ. Đến ngày 27 và ngày 28 thì nhiều khả năng là các tỉnh thành ở tại khu vực Trung Trung Bộ lại chuyển nhiều mây và có mưa lặp lại vào đêm và sáng với lượng dao động ở vào khoảng là 10mm. Và đến khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, từ hôm nay kéo dài đến 3 ngày tới thì thời tiết ở đây cũng khá ổn định, mưa xuất hiện không nhiều. Tuy nhiên là ở tại các tỉnh thành ở phía Nam của Tây Nguyên và ở khu vực phía Đông Nam Bộ thì vẫn có nơi đạt lượng mưa vừa. Và thời gian nắng kéo dài hơn trong ngày, nâng nền nhiệt độ lên mức là từ 28 đến 30 độ ở tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong 2 ngày tới thì có sương mù nhẹ rải rác vào đêm và sáng sớm. Ban ngày thì trời có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày, duy trì ở ngưỡng là từ 26 đến 28 độ. Còn sang tới ngày 28, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thì giảm xuống ở ngưỡng là từ 22 đến 24 độ, trời chuyển lạnh. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ thì 2 ngày tới duy trì kiểu thời tiết là sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác và đến trưa chiều thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng là 28 độ. Còn sang tới ngày 28, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông và nhiệt độ cũng theo đó mà giảm mạnh, chỉ có dao động ở trong ngưỡng là từ 23 đến 25 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong cả 3 ngày tới thì mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng lên và cao nhất ban trưa, dao động ở trong khoảng là từ 28 cho đến 30 độ. Lưu ý là riêng ngày 28 thì ở tỉnh phía Nam khu vực có thể xuất hiện mưa rải rác cả ngày. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới thì phổ biến kiểu thời tiết ban ngày là trời nắng và đến chiều tối và đêm thì có mưa rào nhẹ ở một vài nơi. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng là từ 29 cho đến 31 độ. Ở tại khu vực Tây Nguyên thì trạng thái thời tiết chủ đạo tại khu vực trong 3 ngày tới là có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng và nhiệt độ phổ biến ở trong khoảng là từ 28 cho đến ngưỡng là 30 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì 3 ngày tới trời nắng, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và đêm và nhiệt độ thì có xu hướng là tăng lên ở mức là từ 31 cho đến 33 độ. Và chuyển sang khu vực Hà Nội thì 2 ngày tới sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều thì trời nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày, dao động trong khoảng là từ 26 đến 28 độ. Còn sang tới ngày 28 trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm mạnh xuống ở ngưỡng là từ 23 đến 25 độ. Ở trên biển thì khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong những ngày tới thịnh hành là gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Trời phổ biến là tạnh giáo ít mưa và tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Tới ngày 28 thì gió Đông Bắc có xu hướng giảm hơn về cường độ. Trong khi đó thì khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió hoạt động yếu hơn ở vào khoảng là cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Chỉ lưu ý là phần phía Nam của vùng biển phía Nam Biển Đông cần cảnh giác với mưa rào và dông xảy ra vào chiều tối và đêm. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.